sâu sao nước chảy hoài, thương người xa xứ. Lạc loài đến đây, đang bay giữa trời bao vùng mưa gió. Ôi cảm thương sao, ôi cảm thương sao, con cá nhỏ bơ vơ đang bơi ngược dòng nước xoáy. Mới chào quý khán giả nghe. Thì ngày qua cần dở 12 cửa ngục đó cả nhà. Dính được mớ cá heo với mớ tôm. Nay cần làm đang đạt ra làm khung khui nha cả nhà. Cá heo mùa này nó cũng có chạy rồi. Mà ít không nhiều. Tôm này sụi lơ rồi nè. Ê, tôm này sụi lơ rồi nè. Đây. Tôm này cần rộng đi đêm hôm qua đây. Nè cả nhà. Cá heo nè. Đó. Cá heo xong rồi nghe cả nhà. Con nhỏ gì nè. Có con mập, có con ốm. Cái này là toàn là cá heo cái mà không có cá heo rồi đực. Chút nữa rồi. Cẳng như đạt nướng làm xương xương nha. Mùa này là cá heo nó về rồi. Mà nó ít chứ không nhiều. Có chừng 5-7 con hả. Nè, cả nhà thấy không? Nè. Đó. Nè, con này mà mập nè. Con hai con mập hả. Nè. Cái này là cả nhà thấy nè, con cá heo sau xong nè. Phân biệt con cá heo xong để cần đối cho cả nhà xem nha. Cái con cá heo xong nó không có mập. Có con thì nó mập, có con thì nó ốm. Ê, nhảy vô cái khác. Như con này cả nhà thấy nè. Nó mạnh dữ lắm. Đó, con cá heo xong nó mà mạnh lắm. Cái này nè, cần giọng tôm thấy sụi lơ nè, gây cả nhà thấy không? Giọng đêm hôm tới giờ. Giờ cần chuẩn bị nhóm lửa nướng nghe cả nhà. Con còn hết đạt rồi. Gấp nướng cá heo nghe cả nhà. Gấp này nó hơi nhỏ mà phải nó bự. Đợi. Cá cặp gấp nướng nó mới đúng nó. Này ớt này nè. Tới nước đặt nhiều dữ lắm. Tới nước đặt dở lên nó làm gù gù trong đã. Vui dữ lắm, ham luôn. Có nước rồi lúc trước cần đặt chạy cả khoảng nửa ký 600-700 gram á cả nhà. Cái heo này nè. Tới mùa nó nước đục là nó gì à. Cũng tùy theo con sông. Nó có nước ở chỗ có chỗ không. Nếu như mà cá này mà bán là cũng mắc tiền lắm đó nghe cả nhà. Cái cá heo này nè, nó mắc tiền là nó lắm đó. Nó là giống như cái loại tuyệt chủng rồi. À, chắc không mưa đâu. Không mưa, chuyển kìa đà coi đó. Chắc trắng chân hết trơn rồi đó. Không mưa đâu mà mưa ra đây không à. Cái này lúc trước cần lặn cần mò cũng được 3-4 con nè. Nhưng mà cũng khó bắt lắm. Tại vì cái ngạnh của nó lắc cái nó hơi đau cái mình buông à. Phải chịu đau mới được. Nướng cái cá heo nè cả nhà nha. Cho chấm mua cái này. Cái béo gì đó.
nào chín quá. Không, mình chở bề nó cho nó dẻo, chở lại ra. Nó thẳng, chở lại. Nó nhỏ, nó mau. Nó mau lắm. Cái heo này chứ tại ít đó chứ nhiều càng bán có tiền lắm nha, cả nhà. Tại nó hiếm lắm. Đặt phải đặt trong lục bình nó mới có nó chứ đặt ở ngoài nó không có có nó đâu. Về dễ gì. Cá sông cái mỡ nó vàng gì dữ lắm nghe cả nhà. Còn cá sông là cái mỡ nó vàng he, cái mỡ nó vàng gì. Mỡ nó ít nữa. Nó vàng nhưng mà cái mỡ nó ít. Còn cái con cá nuôi cái mỡ nó gì dữ lắm. Cá nuôi ăn nó bở ghiệp hả. Thơm ha. Nè cái thấy không, nó cái vàng này. Cái mỡ của con cá sông là nó vàng như vậy nó đúng nè. Chính người nghe cả nha, cái này mình gỡ ra mới được. Cả nhà thấy nướng cái con cá heo xong mở nó vàng khè, nó ngon lắm. Lúc trước cần mò dính 5-6 con, 7-8 con. Kiểu này hoài chắc anh em mình ghiền rượu quá hả? Đâu ghiền, mình làm lương xương mà gì. Ngày nào cũng có uống cho ngày nấu ghiền à. Ít thôi. Làm vài này ly mình đâu có nhậu nhiều đâu, sợ. Thường người ta nói uống ít mới ghiền á. Đúng không? Uống ít nó ăn mòi ngon, uống ít là dễ bị ghiền. Không, đừng để cho ghiền là đã có. Nghèo chết, đừng để ghiền. Cô cúng ông Lục và Năm cậu già núi, Lục và Năm cậu già núi gì ăn uống mình nhậu nha, mời anh em mạnh tay khỏe khỏe chân, xin mời cả nhà nha, cá heo nướng với thịt tôm nướng nha cả nhà. Làm cá heo ơi, cả nhà thấy thịt cá heo nó mỡ không à. Nó béo rồi, đại rồi. Trong bụng nó có gì không ta? Không, đâu đâu. Ồ, thịt trơn à. Cá heo nó ít quá, ăn ấy lắm. Bởi vậy cái bụng nó béo gì lắm. Ngon cả nhà, nó béo không. Cái còn cá sông là cái da nó cũng béo nữa đặc, nó thơm. Nó thơm nó lắm nghe cả nhà, cá heo rất là thơm. Nước mọi ngon cả nhà, cái gì cá chứ nước mọi muối ớt là hết sảy. Ngày hôm qua cần dở 12 cái cửa ngục đó nha, đã tép rồi tôm rồi cá heo, tưởng đâu vô nguyên bậy mà sao nó ít. Vô đặt. Em mời cả nhà nha. Ăn con cơm đi đại. Đặt 12 cửa ngục nó chạy tôm goi à, dưới tép nhiều từ tôm càng nó chạy nó cũng có mà nó ít. Con cá heo này làm cái lẩu mắm ăn là hết đúng luôn rồi. Có nhiều anh chị nói hỏi bình luận nói chạy là cái gì vậy đặt không đặt chạy ta không hiểu à.
chạy là kiếm được con cá nó vô. Con cá nó vô trong cái bẫy mình đó cả nhà. Nói chung là vậy đó. Rồi cần ở đây cái tiếng nó phong phú thì nó chạy vô gì vậy đó. Gì? Tại vì cũng có nhiều anh em Bắc Trung Nam mà những cái tiếng nó sử dụng khác nhau. Khác nhau cái âm giống cái tiếng đó. Tôm nó ngọt rồi Đạt ơi. Tu nói thiệt chứ dày dày cho nó vừa ăn lắm rồi Đạt. Ngon quá. Nó gọi. Rồi, được cái nhà. Có chai bằng á Đạt. Có chai bằng. Chút mà mình tách chai bằng đó ra. Chứ tôi muốn ướp. Mời cả nhà nha. Cái con tôm trong đó nha, nó rất là dẻ thịt. Mình lột cái vỏ nó ra là cái thịt nó còn dày cui gì đó, mà nó đặc gạch dữ lắm. Ăn gạch tôm biết nó có cái canxi lắm nghe nha, nó chắc xương dữ lắm. Đạt ăn biết rồi cả nhà xem. Đạt bự cần nhiều lắm, mập ra cái trắng nữa nha, trắng nữa. Từ đó giờ càng mới nghe cái bụng mà nó cản nước lại. Đạt nói Đạt lặn không được tại cái bụng nó cản nước lại. Bơi cũng khó nha cả nhà, bơi cái bụng nó dướng. Bữa nay không có gào giá gì cho nên cả nhà, tại cần với Đạt đi, nói chung là đi định đi câu tôm mà thật sự á, thật sự bữa nay là Đạt chỉ cần đi câu thiệt nhưng mà không có gì hết trơn, rồi vô dở cái vớn á, cái vớn nó cũng chớt lớn lớt luôn, mà cần họ đêm ngày qua tại cần dở 12 cửa ngục anh thêm mấy này là sách theo để thủ rồi. Bà bỡ vậy chứ không có gì là cũng có cái để ăn. Cần với Đạt này câu chết lớn rồi, tại nước bữa này cá tôm nó không ăn cả nhà. Câu cá rồi câu tôm luôn, giờ này cũng 4 giờ rồi. Lắm ngày mưa quá cả nhà, con cá nó đi vô trong giống như là nó vô trong gạch nhỏ nó đẻ rồi đó nè, mình câu nó không có đâu. Thì mình vô gạch nhỏ mình câu không, nó là trong đồng á, cái gì đồng á Đạt, nó gì trong ruộng đồ đó, mình vô gạch nhỏ mình câu thì nó cũng có nhưng mà nó ít, mà tại cận với Đạt thì hay đi cạnh sông lớn lắm. Ừ, cả đám rau muống nó trâu rồi Đạt nó bự kìa, okay. Sông lớn thì cá lớn vậy cả nhà, cá lớn mà nước nó không ăn là vô phương à. Ngon quá. Xỉn nhiều đây là anh em mình ngủ luôn ở trên cái chòi luôn rồi Đạt ơi. Chiều tối mình đi câu tiếp chút nữa, cặn với Đạt ngủ võng ở trên cái chòi nghe cả nha. Tại anh em có đem theo gì võng, có mưa thì mình che chắn rồi lại cá nha cả nhà. Nó béo béo đẹp hơn. Mỡ không à? Mỡ nó vàng. Cái này kho tiêu đúng không? Nói kho tiêu, canh chua cơ mẻ, hoặc là lẩu mắm. Không quá. Hết rễ luôn. Cái cá nhà đấy, con cá heo nè. Có hai cái ngạnh để lấy hai ngạnh ra ăn ngạnh luôn ngon rồi này, vậy là mình chấm mới được, phải uống cái ăn mới được. Mời cả nhà nha. Béo, nó thơm.
cái mỡ nó vàng vàng này đặc. Làm một miếng ớt mà được rồi nè Đạt ơi, cho nó cay cay mới được. Ăn đi tôm, tôi chừa ông tôm mới đặt. Ăn đi. Hồi gạch này cả nhà. Này cả nhà thấy tôm xong rồi gạch hớ biết không? Nghe đây cái muốn buồn ngủ à. Gió. gió nó mát lắm nghe cả nhà. Ở chỗ này ngủ là từ sáng tới chiều luôn á Đạt, thiệt á. Thằng nó nói thiệt cái chỗ cần mà quý khán giả gì chơi ha, mà văng cái giỏng là rồi nó mát còn hơn cái máy lạnh nữa, mà qua quanh năm suốt tháng gì nghe cả nhà, gió gì dữ lắm. Đi mời cả nhà nha. Ngọt nè Đạt ơi, có mấy còn tép lóng nhỏ nữa mà cần hỏng có nướng để nó rộng chiều cần với Đạt đi câu cá vô cái nữa rồi Đạt vô đi. Nó ly không đâu ạ? Đó nè, giúp vô anh mời để đại gia đình nha. Cần xin kết thúc video đây nghe cả nhà, mến chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào cả nhà nha. Ôi mày dữ gì rồi, dữ vậy? Còn một cái ký luôn hả? Con này cả ký á, hơn á. Quá trời, nó là cái nô mùi như đang đột câu. Lúc cá này nè. Bự hơn bằng giò không cần nữa. Mập ú luôn cả nhà ơi. Cá này mập một ký mấy nha. Quá trời luôn nè. Cái điều hồng á gì. Ôi ôi. Cá này mới bự nè. Bự cỡ nó cá nãy à. Đây nè Đạt, đây Đạt. Con này. Chích vô vô nè. Quá trời, cái này nó bự rồi. Nó vung vậy đã đạt rồi. Con này nó ký hơn à. Rồi bởi vậy, bự hơn con mới nãy nữa không nút. Ừ. Nước này là cá nó ăn, cá bự nó ăn không à. Bởi vậy mình không biết mình câu mình đi gì, uổng dữ lắm. Trời ơi, nó vung rồi. Nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương. Gió về Tiền Giang thơm ngát, nụ cười duyên đôi má hay hay. Lỡ mai này ta chung bước, cô ba đừng e thẹn ả nghen. Lỡ mai này sẽ tơ tóc, cô ba là dấu hiện nhà tôi. Nói thiệt đây tôi không dám, tôi chỉ cười trong giấc mơ thôi. Nỗi lòng này em đâu biết, bao ngày qua tôi đêm tương tư.